Vua Gia Long và người Pháp Tác giả Thụy Khuê Chương 16, phần 4 jean Mary Dayot Phần 1 Chức vụ và trách nhiệm Về mục từ jean Mary Dayot Wikipedia tiếng Anh Tóm tắt Wikipedia Pháp Wikipedia Việt dịch lại tiếng Anh Wikipedia Pháp ghi chức nghiệp của jean Mary Dayot như sau Đại đô đốc của hạm đội An Nam và tư lệnh những tàu Pháp của nước Nam và ghi những chiến công của Dayot như sau. Năm 1792, ông cầm đầu một chiến dịch cho Nguyễn Ánh. Ông tàn phá 5 tàu chiến, 90 chiến thuyền và khoảng 100 tàu nhỏ của Tây Sơn. Ông cho đổ bộ quân đội lên bộ và phá hủy những đồn lũy trước khi quay về bến Can Trù mở ngoặc hỏi chấm đóng ngoặc. Năm 1793, ông đặt ra chiến dịch hàng năm, mở ngoặc, giặc mùa, đóng ngoặc. Trong khi bộ binh do Olivier de Pimanel điều khiển lại tấn công Quy Nhơn lần nữa, ông bắt được 60 chiến thuyền của Tây Sơn và chiếm được các tỉnh Bình Thuận và Phú Yên, mặc dù thành Quy Nhơn vẫn chưa hạ được. Jean-Marie Dayot còn thực hiện một công trình lớn lao là thủy đạo đồ bờ biển nước Nam, bản đồ do người em vẽ và ông gửi một bản sao về Paris. Ông lấy tên mình Port Dayot đặt cho cảng Vân Phong, mở ngoặc Vân Phong tức Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa nơi Gia Long đóng bản doanh khi đánh trận thị nại năm 1801. Năm minh mạng thứ sáu đổi tên là Vân Phong, đóng ngoặc. Năm 1795, Jean Marie bị kết án oan ức là đã cố tình làm đắm chiếc tàu mà ông cai quản. Oan thực vì lúc đó ông đâu có ở trên tàu ông bị kết án vì bất cẩn và bị đóng gông nhờ olivier de pimanel và giám mục Adrian can thiệp ông mới được thả sau bốn ngày chịu nhục hình ghê tởm vì bị đối xử như thế sau những phụng sự lớn lao như thế ông rời khỏi nam hà những điều wikipedia pháp viết trên đây tổng hợp toàn bộ những gì các ngòi bút thuộc địa viết về nhân vật này sự nghiệp của dayot sự oan ức bị kết án và sự đối xử tàn nhẫn của gia long đối với con người lừng lẫy này đôi khi chúng ta nghi ngờ độ chính xác của một số thông tin trên wikipedia nhưng đây là một trong những trường hợp điển hình nhất của sự xuyên tạc lịch sử được wikipedia quảng bá trên toàn thế giới những sai lầm và xuyên tạc này đến từ các tác giả thực dân mà chúng tôi đã trình bày trong các chương trước nay xin đưa thêm vài nhận xét mới. Một, chức Grand Admiral, Đại Đô Đốc, nếu tìm tương đương trong sử Việt là chức của Nguyễn Văn Trương, chỉ huy toàn bộ thủy binh của Nguyễn Ánh, đã lập chiến công trong các trận thị nại 1792, mở ngoặc cùng với Nguyễn Văn Thành đóng ngoặc, trận thị nại 1801, trận Đà Nẵng và trận Phú Xuân. 2. Việc Dayot đặt ra chiến dịch giặc mùa là hoàn toàn bị đặt Gió mùa chứ không phải giặc mùa Thời đó tất cả tàu bè Âu hay Á Đều dùng buồm Đi đâu cũng phải đợi thuận gió Mới khởi hành được Không chỉ Nguyễn Ánh dùng chiến dịch gió mùa Mà Tây Sơn cũng đợi thuận chiều gió Để đánh vào Nam Giặc mùa là tiếng dân miền Nam Chỉ quân Tây Sơn 3. Trên văn bằng vua cấp Cho trang Meridiot có ghi Khâm sai cai đội quản chiếu Tàu nhị trích mở ngoặc hâm sai cai đội chỉ huy hai chiếc tàu mở ngoặc nhị trích là hai chiếc đóng ngoặc đóng ngoặc hai tàu này là đồng nai và le prince de cochinchin mở ngoặc tên đã dịch sang tiếng pháp không rõ tên gốc tiếng việt là gì đóng ngoặc chưa rõ là tàu do người việt làm hay tàu nguyễn ánh mua lại của bồ anh hay pháp vân vân tuy nhiên nhiệm vụ hai tàu này là mua bán ở nước ngoài và vận tải lương thực như ta sẽ thấy, chắc chắn không phải là tàu chiến. Ngoài ra, từ 1790 đến, đến năm 1795, Đê-ót giữ chức khâm sai cai đội, tức là vẫn là cai đội. Tuy có thêm chữ khâm sai trên quyền cai đội một chút, chứ không thể là đại đô đốc. Người chỉ huy toàn bộ thủy quân của vua Gia Long là Nguyễn Văn Trương. 4. Chưa có chứng cớ gì đích xác về sự góp mặt của Jean Mary trong trận thị nại 1792. Nếu có cũng chỉ là vận tải lương thực, Dayot không ở trong hạm đội tác chiến. Trận thị nại 1792 đánh chớp nhoáng, tất cả chỉ có 10 ngày, chưa chắc Nguyễn Ánh đã cần đến sự vận tải lương thực. Vì thực lục không nói đến các quan coi việc quân lương như trong các chiến dịch khác. Jean-Marie 1759-1809 Dayot là hai anh em, Jean Mary và Felix, cùng đến giúp Nguyễn Ánh khoảng 1789. Jean Mary Dayot được nhận văn bằng của vua và giữ vai chính trong sự nghiệp này. Felix Dayot, nhỏ tuổi hơn, chỉ đi theo trợ giúp. Tuy sang cùng với Vanier, nhưng Felix không có chức tước rõ ràng nên cũng không được ghi nhận trong các giấy tờ chính thức. Trước khi viết về Jean-Marie Dayot, chúng tôi xin nói qua về Felix Dayot. Felix Dayot quê Redon, mở ngoặc Bretagne, đóng ngoặc em Jean Mary Dayot đến nước Nam năm 1789 cùng với Vanier và trốn đi năm 1795 cùng với Jean Mary Dayot. Theo thư của giáo sĩ Le Labuse viết về hội thừa sai Paris ngày 16 tháng 6 1792 thì tất cả những người Pháp ở đây giúp vua được hơn 2 năm đều trở về Macau, trong đó có hai anh em Dayot quê ở Redon và ông Vanier quê ở Ori, mở ngoặc Cadier Documents Relatives à Lepuque de Zalong, tập san Viễn Đông Bắc Cổ, số 12, năm 1912, trang 28, đóng ngoặc. Đó là Le Labuse tóm tắt tình hình chung vào tháng 6 mùa 1792, khi biết tin Quang Trung sẽ đánh xuống miền Nam qua ngả Lào. Tuy vậy, anh em Dayot còn ở lại Nam Hà đến 1795 và Vanier lúc đầu chắc cũng định bỏ đi nhưng sau ở lại đến đầu đời minh mạng. Anh em Dayot rời Nam Hà sang ở hẳn Phi Luật Tân tiếp tục việc buôn bán. Felix Dayot mất năm 1821. Thư Vanier từ Huế gửi Barudel, quản thủ hội thừa sai Macau ngày 2 tháng 8 1821 viết về cái chết của Felix như sau. Tôi rất đau đớn về cái chết của Felix Dayot cùng quê với tôi và đi cùng với tôi sang nước Nam năm 1789. Mở ngoặc các địa Tài liệu đã dẫn. Tập san trường Viễn Đông Bắc Cổ, trang 67, đóng ngoặc. Tiểu sử Jean-Marie Dayot Theo Tabule, Jean-Marie Dayot sinh ngày 21 tháng 3 1759. Mở ngoặc Tabule quyển 1 trang 249 đóng ngoặc, quê ở Redon Dawn, Bretagne. Theo Fure, Dayot là cháu của Charpentier de Corsini, cựu toàn quyền Pháp ở Ấn Độ. Dayot trực thuộc vào trụ sở thuộc địa địa phương ở Ấn Độ với tư cách trợ tá đại quý hải quân, làm việc trên các thương thuyền, bị cướp ở Vizodrut, mở ngoặc giữa Gua và Bombay, đóng ngoặc bị đánh đập trốn thoát nhưng bị mất tàu mở ngoặc Fure bà Đa Lộc chú thích 1 trang 201 đóng ngoặc. Mây bòn viết sau Fure tìm thêm được một số chi tiết khác. Gia đình Dayot sang lập nghiệp tại Ile de France có nhiều người làm việc cho công ty pháp ấn. Có họ với Charpentier de Cossini cũng sinh ở Ile de France làm tư lệnh Pondicherry từ 1785 đến 1787. Năm 1786, Trang Mary Dayot điều khiển thuyền nhỏ hai cột buồm Adelaide trang bị ở Y de France để đi Point de Gauss, mở ngoặc Sri Lanka đóng ngoặc và Mascate, Oman, mua lưu huỳnh và gia vị. Nhưng gặp cướp người Mahat, tức Trung Ấn, chủ tàu khiếu nại nhiều lần không có kết quả. Dayot bèn về Pondicherry cầu cứu tướng Conway, hiện đang làm tư lệnh quân Pháp ở Ấn Độ, nhờ ông can thiệp với nhiếp chính vương Marat và được bồi thường. Mở ngoặc Maybon Introduction, Relation Bissache, trang, 200, trang 27, đóng ngoặc. Sau đó Maybon chép lại lời St. Cross, cho rằng Dayot đã lái một trong hai chiếc tàu hộ tống giám mục Bá Đa Lộc cùng Hoàng tử Cảnh trở về Nam Hà tháng 7 1789. Nhưng điều này sai vì chính giám mục đã tuyên bố ông về với độc một chiếc tàu. Mayborn còn đưa ra giả thuyết. Dayot đã quen với vị giám mục hoặc ở Ile de France hoặc ở Pondicherry. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết vì không có gì chứng minh những sự gặp gỡ này. Corserat trong bài Notes, Biographies, Soulette Français au service de Zalon. mở ngoặc Tập San Đô Thành Hiếu Cổ 1917, quyển 3, trang 179 đóng ngoặc cho biết ông không tìm thấy tài liệu nào chứng nhận đích xác ngày Trang Mary Dayot đến Nam Hà. Nhưng ông lại dựa vào chứng sau đây của Fure để xác định Trang Mary Dayot đã có mặt ở Nam Hà từ năm 1788. Bởi vì theo lời Fure, tàu Dryad bỏ neo ở Cavite, Phi Luật Tân ba giáo sĩ đi từ Paris với giám mục Bá Đa Lộc lên bờ. Đó là các ông Le Labousse, Pocat và Lavier. Có bảy pháo thủ Pháp của tàu này đào ngũ ở Cavite mà hình như họ sẽ tới tăng cường cho đội ngũ của tàu tư Saint Esprit do Jean-Marie Dayot, đại úy hải quân, một tay đào ngũ khác của hạm đội ta cai quản. Mở ngoặc Fure trang 201 đóng ngoặc. Những điều Fure viết chỉ tin được đến đấy bởi vì sau đó ông lại phóng lên rằng Jean Mary đã được bá Đa Lộc trao cho nhiệm vụ thành lập và chỉ huy hải quân của Gia Long và trong khi chờ đợi Dayot sang Phi mua bán khí giới cho Gia Long theo lệnh của bá Đa Lộc. Những điều này không tin được vì tàu Dryad đậu ở Cavite từ mùng 7 tháng 10 1788 đến 29 tháng 11 1788 tức là trong thời điểm bá Đa Lộc còn đang ở Pondicherry chưa về tới gia định, làm sao giám mục bá có thể phát sẵn chức tước như thế? Và như chúng ta đã biết, bá Đa Lộc chẳng mộ lính, cũng chẳng mua khí giới gì cho Nguyễn Ánh. Ngoài ra, ông cũng không có quyền hành gì về chính trị lẫn quân sự. Cho nên sự kiện tháng 10 11 1788, Dayot điều khiển tàu Saint Esprit mà Coserat đưa ra cũng không chứng tỏ Jean-Marie Dayot đã về giúp Nguyễn Ánh từ năm 1788. Với những chứng cớ tin được, ta chỉ có thể đoán rằng Jean marie Dayot đã đến Nam Hà vào khoảng 1789 trước Felix Dayot. Vì theo thư Vanier viết ngày 2 tháng 8, 1821 đã nói ở trên, thì Felix đến Nam Hà cùng với Vanier năm 1789. Và theo Fure thì Jean marie đến trước rồi mới gọi em sang sau. Còn ngày chính thức, Jean marie Dayot về giúp Nguyễn Ánh có lẽ nên ghi ngày nhận văn bằng khâm sai cai đội, tức là ngày 27 tháng 6 1790. Văn bằng khâm sai cai đội của Dayot, sau đây là bản dịch văn bằng vua cấp cho Dayot, mở ngoặc dịch lại từ bản tiếng Pháp, đóng ngoặc. Văn bằng do vua Nam Hà cấp cho Mary Dagot, mở ngoặc Dayot, đóng ngoặc. Hoàng thượng xét sự trung thành và nhiệt tâm trong công việc của trang Mary Dagot, quốc tịch Pháp người đặc biệt chú ý đến thiện chí mà y đã chứng tỏ khi đến từ rất xa để phục vụ trong ngành thủy binh của người. Hoàng thượng sẽ thấy y xứng đáng được chọn và với văn bằng này cấp cho y chức khâm sai cai đội quản chiếu tàu nhị trích trí chí lược hầu, quản chiếu hai tàu Đồng Nai và Le Prince de Cochinchin. Hoàng thượng hy vọng khi thời cơ đến, Jean Marie Dagot sẽ kịp thời chứng tỏ lòng can đảm và trí thông minh để điều khiển các tàu được giao phó và nghiêm khắc áp dụng quân lệnh, y sẽ xứng đáng được tin cậy. Nếu vì lỗi không làm tròn nhiệm vụ quan trọng này thì y sẽ bị nghiêm trị theo luật pháp. Ngày thứ 15, tuần trăng thứ 5, năm Cảnh Hưng thứ 51 tại Sài Gòn, ngày 27 tháng 6, 1790. Mở ngoặc, Louvre, La Cochinchine Religious, quyển 1 Paris, 1885, phần chứng từ, trang 532 đến 533 đóng ngoặc. Cùng ngày này có bốn người nữa dưới quyền điều khiển của Dayot được văn bằng cai đội và phó cai đội. Đó là Vanier, cai đội Trấn Thanh Hầu, quản tàu Đồng Nai, ESL, cai đội Long Hưng Hầu, quản tàu Le Prince de la Cochinchine, Guillaume, phó cai đội Oai Dõng Hầu và Guilox, phó cai đội Nhuệ Tài Hầu. Mở ngoặc theo các văn bằng in trong La Cochinchine Religious, trang 534-538 đóng ngoặc. Như vậy, Dayot được vua giao chức vụ khâm sai cai đội quản chiếu tàu nhị trích trí lược hầu với trách nhiệm quản chiếu hai tàu Đồng Nai và Le Prince de la Cochinchine. Mỗi tàu có một phụ tá cai đội và phó cai đội người Pháp ở dưới quyền. Và theo chỉ dụ sai phái vua cấp cho Dayot cùng ngày nhậm chức, thì ta biết hai tàu này là hai tàu buôn, có thể đi xa tới Macau, Phi Philippines Tân, vân vân Nhiệm vụ mua bán của Dayot nhiệm vụ đầu tiên Dayot nhận được là một chỉ dụ sai phái ký cùng ngày 27 tháng 6 1790 với văn bằng khâm sai cai đội. Qua chỉ dụ này, ta biết được nhiệm vụ chính của Dayot và đồng thời hiểu thêm sự giao dịch mua bán với các nước lân cận của Gia Long trong năm 1790. Cách thức vua bán gạo để mua các vật dụng chiến tranh và tàu chiến, đồng thời cho thấy sự nghiêm ngặt trong các chi tiết về ngân quỹ dưới thời Gia Long và cả Minh Mạng để tránh sự thâm lạm Nếu đọc hội điển ta sẽ thấy năm nào vua Minh Mạng mua bao nhiêu cân nhãn giá bao nhiêu tiền một cân nhất nhất đều ghi lại hết Vì thế sự thâm lạm ngân quỹ của Dayot sẽ là một lỗi nặng Và những người Pháp như Dayot cheneau thường chỉ trích sự hà tiện của hai vua là bởi tính cách chi ly và gắt gao trong các chiếu chỉ sai phái Lệnh sai phái này khá quan trọng và hơi dài. Chúng tôi xin tóm tắt như sau. Lệnh cho ngươi, Trang Mary Dagot hay Dayot, khâm sai cai đội quản chiếu tàu nhị trích trí Chí lược hầu, quản chiếu hai tàu Đồng Nai và Le Prince de Cochinchin và lệnh cho quan Trung. Mở ngoặc không rõ tên ông quan là Trung hay chức ông là Trung, cộng thêm một chữ nữa, đóng ngoặc. Làm trọn vẹn những điều khoản sau đây. 1. Trở 3.900 tạ, mở ngoặc mỗi tạ ta là 62,5 cân, đóng ngoặc, gạo sang Macau bán. 2. Dùng tiền thu được trả lương, còn thiếu cho thủy thủ đoàn của hai tàu. 3. Hàng tháng dành 300 đồng để chi cho việc ăn uống trên hai tàu. 4. Làm mọi cách để đòi ở Macau tiền 5.000 cây cao mỗi cây 3 đồng mà Antoine Vincent de Rosa còn nợ vua, cộng thêm nợ cũ của y còn động lại 6.208 đồng và tiền 1.908 tạ cao, giá 3 đồng một tạ mà Antoine Milner ở Macau còn nợ vua. Những số tiền này tổng cộng là 26.933 đồng và 4 condorins, mở ngoặc hỏi chấm đóng ngoặc với tất cả tiền thu được, mở ngoặc tiền bán gạo và tiền nợ đóng ngoặc. Trang Mary Dagot hay Dayot lấy ra 3.848 đồng thiếu một quan để trả lương cho thủy thủ đoàn như đã nói trên. Chỗ còn lại đưa cho quan trung giữ. Sau đó, các ngươi sẽ đi Manila và sau khi xin phép quan toàn quyền ở đấy sẽ sửa chữa hai tàu rồi sắm sửa buồm, dây và những thuyền cụ khác mua 500 tạ lưu huỳnh và làm một chuyến tải gạo đem về Ma Cao bán. Với số tiền còn lại và nếu giữ gìn sổ sách đúng đắn, các ngươi sẽ mua được 1000 cái quốc sắt, 500 quốc đinh đủ lại lớn nhỏ, mua những súng trường tốt và những đại bác đạn 12 liver mở ngoặc cân anh tức là 0,453 kg đóng ngoặc hay lớn hơn các ngươi phải rời Ma Cao và về đến đây vào khoảng giữa tháng riêng năm tới, mở ngoặc tháng 2 1791 đúng ngoặc là chậm nhất. Nếu các ngươi thấy một chiếc tàu lớn trang bị đầy đủ những thứ cần thiết và có thể chở tới 40.000 canjus mở ngoặc hỏi chấm đóng ngoặc thì các ngươi có thể trả tới giá 40.000 đồng với điều kiện sẽ trả làm 3 lần. 1. 10.000 đồng tiền mặt 2. 5.000 tả gạo khi không sai cai đội đa gót trở về đây. 3. Chỗ còn lại đến tháng 6 sang năm sẽ trả hết. Các ngươi phải cẩn thận thi hành đúng. Những điều khoản trên đây, nếu vì bất cẩn hay vì lỗi mà không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ coi như phạm tội nặng. Sài Gòn ngày thứ 15, tuần trăng thứ 5 năm 51, đời cảnh hưng. 27 tháng 6, 1790, mở ngoặc V trang 533-534 đóng ngoặc. Dayot chỉ là một trong những người được vua sai đi mua bán, còn có những chỉ dụ khác cho Barisi, Januario Phượng, Gibson đi bán gạo, cau để mua khí giới cho ở những vùng khác như Mã Lai, Indonesia, Ấn Độ vân vân và có thư từ của nhà vua viết cho vua Anh, vua Đan Mạch vân vân với cùng mục đích. Như vậy, chúng ta thấy địa bàn hoạt động để mua khí giới và tàu chiến của Nguyễn Ánh rất rộng. Về phía Tây Sơn, chắc cũng không kém vì có những chứng cớ của các giáo sĩ cho biết Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Quang Toản cũng tiếp xúc với người Âu. Do đó, nếu chỉ xem người Pháp giữ độc quyền giao thiệp và giúp đỡ Nguyễn Ánh là một sai lầm. Nguyễn Vương giới thiệu Dayot với toàn quyền Philoton. Ngày 22 tháng 6 1790, tức là 5 ngày trước khi Jean-Marie Dayot nhận chức khâm sai cai đội quản hai tàu Đồng Nai và Le Prince de Cochinchin và nhận chỉ dụ sai phái, vua đã viết một ủy nhiệm thư cho toàn quyền phi tân gửi gấm Dayot và quan trung. Chúng tôi xin trích dịch đoạn chính. Quả nhân vẫn luôn luôn có ý muốn giao dịch với các hạ. Hôm nay vì có việc, quả nhân phải gửi hai tàu đến Macau và Quảng Đông và sai bọn Jean-Marie Dayot, người Pháp, khâm sai cai đội. Quản hai tàu và Quan Trung đi cùng. Sau khi xong nhiệm vụ ở hai nơi nói trên, họ sẽ đến Manila để mua lưu hình và sửa chữa. Hai tàu này mở ngoặc Carine tức là lau chùi, sơn hay bọc lại phần chìm của vỏ tàu. Trong trường hợp, hai phái viên này cần đến sự giúp đỡ của các hạ để hoàn tất nhiệm vụ. Quả nhân xin mạn phép yêu cầu các hạ đói hoài đến họ. Nếu họ có thiếu thốn tiền bạc gì, xin các hạ vui lòng ứng ra cho như đối với chính quả nhân vậy nếu sau có dịp thừa nhận những sự giúp đỡ này xin các hạ yên tâm rằng quả nhân sẽ hết sức sốt sắng ngày thứ 15 tuần trăng thứ 5 năm cảnh hưng thứ 51 22 tháng 6 1790 mở ngoặc Luve quyển 1 trang 543-544 đóng ngoặc Dayot đã hoàn tất mỹ mãn nhiệm vụ đầu tiên này, cho nên thư của chính quyền Việt cảm ơn toàn quyền Phi viết ngày 1 tháng 7 1791, tức là một năm sau có những lời lẽ. Năm ngoái Hoàng thượng đã gửi tới Manila Jean-Marie Dagot hay Dayot người Pháp với tàu của người để mua vật liệu chiến tranh và sửa chữa phần chìm của vỏ tàu. Hoàng thượng đã viết thư cho quan toàn quyền Phi Luật tân nhờ che chở và giúp đỡ. Hoàng thượng hết sức hài lòng khi biết quan toàn quyền đã hết sức chú ý đến sự thỉnh cầu của người và đã cấp cho phái viên tất cả những phương tiện để thành công trong nhiệm vụ. Hoàng thượng xin gửi tới quan toàn quyền sự biết ơn sâu xa và không bao giờ người quên sự giúp đỡ này. Năm 52 Cảnh Hưng ngày 1 tuần trăng thứ 6, tức mùng 1 tháng 7 1791, mở ngoặc Lu V quyển 1 trang 544 đóng ngoặc nhưng chỉ chuyến đi đầu tiên là có kết quả chuyến đi thứ nhì dayot đã phạm lỗi thâm lạm ngân quỹ sẽ nói rõ ở phần dưới ngoài nhiệm vụ buôn bán này vua còn giao cho dayot một nhiệm vụ khác khá quan trọng đó là việc vận tải lương thực nhiệm vụ vận tải lương thực theo bài ký sự ở dưới dayot nhận nhiệm vụ vận tải lương thực cho quân đội mỗi khi có chiến dịch hành quân đánh tây sơn chiến dịch này đã được gia long hoạch định từ tháng 2 1792, tức là tấn công theo gió mùa, thuận gió đánh ra chung, ngược gió lại quay về gia định. Nhưng đến tháng 7 1792 mới có trận thị nại là trận đầu tiên đánh theo gió mùa. Hiện tại, chưa thể xác định rằng Jean Meridiot có tham dự vào trận một thị nại 1792 hay không vì hai lý do. Thiếu tài liệu chính xác. Tháng 6 1792 là thời điểm khủng hoảng vua thấy sự thâm lạm ngân quỹ của Dayot nổi giận đuổi tất cả lính Pháp. Nhưng sau vua hồi tâm, tuy vậy cũng khó hình dung vua cho Dayot ngay nhiệm vụ tài lương ở trận thị nại. Tuy nhiên chúng tôi sẽ dần dần tháo gỡ các chi tiết để đi đến kết luận rõ ràng hơn về trận thị nại 1792 trong những trang sắp tới. Nhưng trước hết hãy nói về công việc vận lương của Dayot. Và nhờ sự biệt đãi của nhà vua, mà anh ta vẽ được bản đồ bờ biển nước Nam như thế nào qua bài ký sự dưới đây. Ký sự của Dayot Trong bài ký sự này, Jean Mary nói rằng anh ta đã lợi dụng chiến tranh gió mùa để vẽ bản đồ thủy đạo của nước Nam. Jean Mary lợi dụng chiến tranh gió mùa để làm thủy đạo đồ bờ bể nước Nam. Mở ngoặc 1791-1795 lần đầu tiên đi khắp nơi với quân đội của vua nam hà từ vũng tàu đến quy nhơn tôi đã ngạc nhiên vì con số vịnh những chỗ trú những chỗ tàu đậu mà chúng tôi thấy trên mỗi bước đường ở vùng biển vẫn được trình bày trên bản đồ như nhiều chỗ đầy đá ngầm dù trong chiến dịch này tôi chưa có dịp trông thấy phần lớn những bến cảng đẹp tôi đã thoáng nảy ý định sẽ tu chỉnh lại vùng này bằng những bản đồ đúng hơn tất cả những bức mà tôi đã có từ trước tới giờ. Tôi bèn tâu với vua vì biết ông là người rất thích những gì có tính cách khám phá khoa học và tôi đã không lầm. Ông hết lòng với việc này và đã cho tôi tất cả những trợ giúp cần thiết mà tôi đã hoài công tìm ở những nơi khác. Làm việc trong hải quân của nhà vua và cai quản các tàu Tây phương, lực lượng chính của quân đội ông tôi bắt buộc phải đi theo quân mỗi khi có chiến dịch, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trong 5 năm liên tục, tôi chạy dọc theo bờ biển từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc cùng quân đội. Nhiệm vụ tải lương cho một lượng tàu bè nhiều đến thế, đi với quân đội và tùy tùng và cho cả bộ binh. Thường tiến dọc theo bờ biển, bắt buộc chúng tôi phải đỗ lại mỗi buổi chiều để tập hợp một đoàn thuyền tàu thường tới hơn nghìn cánh buồm. Nhiều khi chúng tôi cũng bị bắt phải ở lại một nơi nhiều ngày để đợi bộ binh và phân phát thực phẩm cho họ. Khi ở trên đất địch thì phải tiến chậm hơn và trong thời gian tàu thả neo chúng tôi đo đạc kích thước và dò chiều sâu của bể. Nhà vua cho tôi hai thuyền chèo và hai thuyền buồm chuyên làm việc ấy luôn luôn đi theo tàu do tôi điều khiển. Tôi được những sĩ quan có học và chăm chỉ giúp đỡ hết lòng vào việc ấy, đến nỗi không có một điểm nào là không được đo đạc ghi chép bằng 5, 6 vị trí khác nhau. Khi mùa gió bắt buộc chúng tôi phải quay lại Sài Gòn, nhà vua thường để cho tôi tự do sử dụng những chiếc tàu dưới quyền điều khiển của tôi để đến các bến khác nhau và ở lại bao nhiêu ngày cũng được tùy tôi định. Theo công việc đo đạc bản đồ, khiến tôi có thể bảo đảm rằng có rất ít bến tàu được đo đạc kỹ càng và chính xác như những bến thấy trên bản đồ trong siêu tập bản đồ của tôi. Mặc dù cẩn thận như vậy, nhưng vẫn có nhiều chi tiết thoát ra hoặc không đúng. Bởi vì nhìn từ biển vào, những đối tượng này có vẻ khác với bộ mặt thật của chúng. Nếu Olivier de Pimanel, sĩ quan đầy công trạng và tài giỏi, điều khiển đoàn quân cận vệ của nhà vua và là kỹ sư đầu tiên của nhà vua, vui lòng cho tôi biết tất cả những tư liệu và làm việc vài lần với tôi, thì chúng tôi đã cùng nhau làm bản đồ sông Sài Gòn và nhiều chỗ khác lưu thông với Cao Miên. Anh thường đi cùng với chiến dịch trên bộ luôn luôn dọc theo bờ biển và anh không để lỡ cơ hội nào mà không vẽ bản đồ những chỗ anh đi qua và ghi lại những nhận xét. Về phía chúng tôi, những bản đồ mà chúng tôi làm trên các hạm đội nhiều hơn lại có dấu hiệu thông báo cho chúng tôi mỗi ngày đúng 12 giờ trưa. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của những sĩ quan mà tôi có hân hạnh điều khiển, nên hôm nay tôi rất hài lòng tặng cho các thủy thủ một công trình đáng tin cậy, nhờ sự chính xác của họ, nhờ tính hiếu kỳ của họ và bằng sự mới mẻ của họ. Tôi không dám nhiều lời về tất cả số lượng đo đạc khổng lồ đã được kỹ lưỡng vẽ lại trên giấy. Đó là một phần công việc của tôi và Felix Dayot em tôi. Nhưng những bản đồ và những đồ thị được vẽ rõ ra từ đám mây mù chính nhờ cây bút chỉ của Felix. Mở ngoặc, lực trình về bờ bể và bến tàu ở Nam Hà của ông Dayot, quan trong chiều Nam Hà những năm 1791 đến 1795, văn khố Bộ Hải quân viết ở Macau ngày 1 tháng 11 1807, mở ngoặc Thabule quyển 1, trang 250-251, đóng ngoặc. Như vậy, nhiệm vụ của Dayot thực rõ ràng. Không những Nguyễn Vương cho Dayot điều khiển hai tàu Đồng Nai và Lớp Prince de Cochinchin, mà còn cho sử dụng hai tàu này vào những việc riêng. Tuy Dayot tâu vua là vẽ bản đồ cho vua nên mới được biệt đãi, nhưng chủ đích của anh ta không phải như vậy. Dayot đã viết rất rõ chủ đích của mình. Tôi rất hài lòng tặng cho các thủy thủ một công trình đáng tin cậy. Thủy thủ ở đây là thủy thủ Pháp vì Dayot không nhắc nhở gì tới việc trình bản đồ cho vua Gia Long, Dayot trao toàn bộ bản đồ này cho Saint Cross đem về Pháp và kèm theo lá thư viết cho Saint Cross mở ngoặc sẽ trích dưới đây đóng ngoặc nói rõ chủ đích của anh ta cho nên những người vội vàng kết luận Dayot có công vẽ bản đồ bờ biển cho nước. nước Nam cho vua Gia Long sử dụng là hoàn toàn sai lầm công lao của Dayot đối với nước Pháp Công lớn nhất của Dayot với nước Pháp là vẽ bản đồ bờ biển Việt Nam. Mây Bòn viết, trong những lần đi dọc bờ biển nước Nam, không chỉ theo quân mà còn vận tải lương thực, hai anh em Dayot đã làm một việc rất hiển vinh, vẽ thủy đạo đồ bờ biển và các cửa biển. Chính ông Renaud de saint Cross đã đem về Pháp những bản đồ và ghi chép của Dayot. Trong thư Dayot viết cho saint Cross ở Macau ngày 15 tháng 11 1807 có những hàng Tài mọn của tôi không cho phép tôi mơ ước chức giao dịch viên của một viện quý giá mở ngoặc viện lưu trữ đóng ngoặc. Nhưng tôi sẽ rất mừng nếu kết quả công việc của tôi được công nhận. Tôi có thể gửi các nhận xét bổ ích về nhiều vấn đề của cái xứ chưa ai biết đến này bằng sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Tôi gửi ông kết quả 6 năm làm việc cam go, tất cả những gì ông sẽ làm sẽ là tốt nếu có trở ngại gì với việc ông vì tình bạn giúp tôi và tấm lòng của tôi phục vụ tổ quốc thì cũng không giảm bớt được lòng biết ơn suốt đời của tôi đối với ông. Saint Cross đã gửi công trình của Dayot về kho lưu trữ và đã được Hoàng đế Napoleon xem. Năm 1820, chính phủ quyết định dành cho Dayot một câu lạc bộ thiên văn, nhưng sự tưởng thưởng đến quá muộn. Dayot đã mất từ năm 1809. Ông cũng không nhìn thấy những bản đồ của ông được Viện Lưu trữ Hải quân phát hành năm 1818 và cũng không biết lời khen ngợi hết mình của Abel Remusat. Chúng ta biết có nhiều người nước ta đã giữ những chức vụ quan trọng trong chiều nước xiêm và nước Việt và nhờ vào một trong những người đó, ông Dayot đã quá cố mà chúng ta có tập địa đồ tức Atlas cực kỳ quý giá về nước Nam, được vua Louis 18 sai khắc năm 1818. Đó là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất của khoa học địa lý, xây trên cái xứ rất xa châu Âu. Từ khi các bản đồ của ông Dayot được in ra, bờ biển nước Nam được biết rõ, có lẽ còn hơn một số bờ biển Âu Châu nữa. Năm 1817, vua Louis 18 sai Kiragyu sang Biển Đông với bản đồ của Dayot. Trong thư ngày 28 tháng 3 1818 gửi Bộ trưởng Hải quân, Kegariu viết, tôi đã đi khắp các cửa biển của nước Nam và trong hải trình trong gai này, tôi đã có dịp kiểm chứng đảo lộn hầu như tất cả công trình của ông Dayot. Chẳng có lời nào đủ để khâm phục sự chính xác, nhất là sự chính xác mà đất đai được chiếu lại trên các bản đồ. Mở ngoặc Maybon, Rilasong, Besache, trang 31, 33 đóng ngoặc. Sau này, liên quân Pháp Tây Ban Nha cũng dùng bản đồ này để đánh chiếm nước ta dưới thời vua tự Đức. Hết phần 1 về trang Mary Dayot. Chương 16 Phần 4 Trang Mary Dayot Phần 2 Công và Tội Tất cả hình ảnh những sĩ quan Pháp đứng địa vị hàng đầu trong các ngành làm kỹ sư trưởng, chỉ huy trưởng, xây dựng thành đài, thiết lập thủy binh và huấn luyện quân đội, nói chung là giúp đỡ và dạy dỗ Gia Long thành lập một quân đội tân tiến, xây dựng thành đài theo kiểu Vô Băng mà các ngòi bút thuộc địa dày công tô đậm, đôi khi chỉ cần vài dòng chân thực của một vị thừa sai là bị quét sạch. Sự vô hạnh của những người lính đánh thuê. Sự vô hạnh của lính Pháp và Bồ khi đặt chân đến nước Việt được giáo sĩ Lơ Labuse ghi lại trong lá thư gửi quản sự Lê Tông Đan ngày 28 tháng 5 1790, mở ngoặc một tháng trước khi một số người này được nhận chức cai đội đóng ngoặc như sau. Chúng tôi rất bực mình vì mỗi ngày được nghe và thấy hàng ngàn câu chuyện nhục nhã xảy ra vì hạnh kiểm của bọn lính Pháp và bồ. Chúng tôi đã chăn ngán phải dên xiết vì chiến tranh tàn phá giáo dân không cần những người Âu này đến để trùm lên chúng tôi những hỗn độn vì sự dâm ô và vô kỷ luật của họ. Đức ông Bá Đa Lộc đã quỵ ngã vì gánh nặng này. Người đã chán ngấy bọn đồng hương phải có một tâm hồn cao thượng và mạnh mẽ lắm, người mới trụ nổi. Mở ngoặc Lơ quyển 3, chú thích 1 trang 209, đóng ngoặc. Hai năm sau, giáo sĩ La Lavie gửi thư cho Lê Tông Đan từ Lái Thiêu ngày 16 tháng 6 1792 viết Nhà vua bất mãn với những người Pháp đã cho họ nghỉ tất cả. Trong những ngày đầu tháng 5 1792, hay chính những người Pháp bất mãn với vua đã xin nghỉ và vua cho phép ngay lập tức mở ngoặc Lê Ni quyển 3 trang 295 đóng ngoặc. Ngày 16 tháng 4 1793, trong một thư gửi cho hai người bạn Louis và Roland, Olivier de Pimanel viết Tôi thề với các anh đó, trạng thái này, tức xưng tội, tốt hơn hết tất cả những gì mà ta gọi là khoái lạc. Tôi cũng xấu hổ vì nhiều khi đã làm gương xấu cho các anh và tôi muốn sửa lỗi vì tôi tin chắc rằng sự chơi bời dẫn đến sự vô đạo. Mở ngoặc cắt Les Français au service des Jalons, phần thư từ. Tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1926, quyển 4, trang 365 đóng ngoặc. Nhờ những dòng ngắn ngủi này mà chúng ta hiểu rõ tình trạng những năm đầu khi đám lính Pháp và Bồ đánh thuê đến Nam Hà và vai trò cũng như tình cảm của bá Đa Lộc đối với bọn người này. Những lời trên đây của các giáo sĩ Le Labusse, Lavue và chính Pimanel đã đặt những người lính Pháp đảo ngũ đánh thuê trong bối cảnh thực sự của họ với những thói hư tật xấu vô hiệu hóa tất cả các lập luận cho rằng giám mục Bá Đa Lộc điều khiển quân đội và ban chức tư lệnh bộ binh cho Pimenel, tư lệnh hải quân cho Jean-Marie Dayot, vân vân, mà ngược lại, vị giám mục đã chịu đựng sự vô hạnh của họ như nỗi bất hạnh của chính mình. Chuyện Dayot thâm lạm ngân quỹ chỉ là giọt nước làm tràn cái chén đã đầy. Vụ Dayot thâm lạm ngân quỹ năm 1792 được hưởng nhiều ân sủng và sự tin cậy của vua Gia Long, nhưng Dayot đã không làm tròn phận sự, ghi trong văn bằng khâm sai cai đội. Nếu chuyến đầu tiên vua sai Dayot đi phi luật tân, mở ngoặc chỉ dụ ngày 27 tháng 6 1790 đóng ngoặc, thành công, khiến vua bằng lòng. Tháng 7 1791, triều đình viết thư cảm ơn viên toàn quyền phi luật tân như đã nói ở phần 1, thì chuyến đi phi lần thứ hai, Dayot đã phạm tội thâm lạm ngân quỹ Thư của giáo sĩ Lelabuse viết cho Lê Tông Đan ngày 17 tháng 6, 1792 có những lời sau. Chuyến đi xui xẻo từ Macau sang Manila của Dayot và sổ sách cực kỳ thâm lạm của anh ta đã làm cho vua ghê tởm, bực quá không thèm nói gì thêm. Vua sai đuổi hết, không chỉ các lính thủy mà tất cả sĩ quan ai muốn đi thì đi không giữ. Họ cũng không đợi vua đuổi, họ đã làm đơn xin về và được chấp thuận liền. Điều này khiến cho Đức Cha Bá Đa Lộc quyết định vì từ lâu người đã rất bất mãn với nhà vua và vân vân lại một lần nữa xin vua cho phép người được về Pháp lấy cớ có việc nhà. Vua đã thuận cho rồi nghĩ lại vua đổi ý. Mở ngoặc Lơ ni, quyển 3 trang 296 đóng ngoặc. Giám mục Bá Đa Lộc từ khi đem Hoàng tử Cảnh trở về ở trong một địa vị rất khó khăn vừa thất bại trong sứ mệnh cầu viện vừa là cha đỡ đầu cho một bọn lính đảo ngũ vô kỷ luật vừa chịu sự ác cảm của các bà hoàng và sự nổi giận của vua vì đã dạy hoàng tử không được lệ trước bàn thờ tổ tiên vừa bất mãn với vua vì không được ra long nghe lời khuyên nên đánh ngay ra bắc trong hai năm ông đã bị giày vò về vấn đề đi hay ở năm 1792 đối với giám mục bá là năm phải quyết định bỏ đi vì trước mắt có một cái họa lớn Quang Trung sắp đánh xuống miền Nam qua ngả Lào. Nếu Quang Trung thắng mà ông còn ở đó thì họ đạo của ông sẽ bị tiêu diệt vì Quang Trung không thể tha thứ tội ông đem Hoàng Tử Cảnh sang Pháp cầu viện. Mà trở về Pháp trong thời điểm hỗn loạn đẫm máu sau cách mạng 1789, giáo quyền bị triệt tiêu là bất cẩn nên ông chỉ tính đi lánh nạn ở nước ngoài đợi khi chiến cuộc ngã ngũ sẽ trở về đất Việt. Đó là toan tính của ông. Về phía những lính Pháp đánh thuê, sự bỏ ra long để đi chỗ khác đến từ những yếu tố. Vì sự vô hạnh của họ nên vua nổi giận đuổi họ đi. Họ chê vua trả lương ít. Họ đến đây với mục đích tìm của, tìm vàng nhưng không tìm thấy gì cả. Và sau cùng, khi nghe tin Nguyễn Huệ sắp đánh xuống miền Nam, họ không muốn chết vì một cuộc chiến không dính dáng gì đến họ. Tuy nhiên, Gia Long là một chính trị gia có tài, Ông biết trong tình trạng cấp bách này không nên để cho địch thấy sự đổ vỡ của việc người Âu đến giúp, mà ông vẫn dùng như một lợi khí tuyên truyền. Vì vậy, ông đã thuyết phục giám mục Bá Đa Lộc ở lại, và khi vị giám mục người cha tinh thần của họ ở lại, thì những người lính theo đạo gia tô này sẽ theo. Vì vậy, vua tỏ những cử chỉ khuyến khích cho Pimanel được thăng chức vệ úy vì đã có công trong đội ngũ pháo binh, chế tạo các hỏa xa, trấn địa lôi, binh khí cùng với Trần Văn Học mở ngoặc liệt truyện quyển 2 trang 282 đóng ngoặc. Dayot cũng được vua bỏ qua lỗi thâm lạm. Tuy nhiên, nhà vua sẽ không gửi y đi mua bán ở ngoại quốc nữa. Dayot được sung vào ban tiếp vận lương thực cho quân đội. Chính nhờ nhiệm vụ tiếp vận quân lương này mà Dayot có đủ phương tiện để vẽ thủy đạo đồ bờ biển nước Nam như anh ta đã tả lại trong bài ký sự ghi ở phần 1. Sự kiện Dayot được quản hai chiếc tàu và phục vụ trong quân đội vận tải quân lương sẽ được khuếch trương thành Dayot, tư lệnh hải quân của Gia Long và là người anh hùng thắng trận thị nại 1792 như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu dần từng bước một ở dưới. Nhưng trước khi đi xa hơn, chúng tôi muốn trình bày sức mạnh thủy quân của Nguyễn Ánh để độc giả thấy rõ hơn những điều có thật và những điều được người ta bịa ra sau này. Sức mạnh thủy quân của Nguyễn Ánh để trả lời những sai lầm vì chủ quan của người Pháp, tưởng cái gì họ cũng làm thầy và những sai lầm của người Việt vì mặc cảm bị trị, tưởng cái gì mình cũng phải học của Tây, chúng tôi xin nhắc lại một số dữ kiện sau đây. Khoảng cuối thế kỷ 18, thuộc đoạn lịch sử mà chúng ta đang khảo sát, thuyền tàu thuyền tàu của Tây phương chưa tiến bộ đến mức vượt xa thuyền tàu Đông phương. Bởi Cả Đông lẫn Tây đều dùng thuyền tàu buồm. Chúng ta chỉ cần xem tàu Bounty trong Cinema hay tàu của Lafayette mà người Pháp vừa làm lại nguyên bản và cho chạy xuyên đại dương sang Mỹ là thấy rõ. Tàu Tây chỉ hơn hẳn tàu ta một bực, khoảng gần 100 năm sau khi khoa học Âu châu đã phát triển mạnh trong khi Á châu trừ Nhật còn ở trong tình trạng lạc hậu. Các chiến thuyền của Tây phương Thời Gia Long khởi nghiệp mở ngoặc 1777-1800 đóng ngoặc có khác với chiến thuyền Đông Phương. Sự khác biệt này, cả ưu lẫn nhược điểm của đôi bên đã được Barrow và Montrion phân tích trong sách của họ mà chúng tôi đã trích dịch trong các chương 4 viết về Barrow và chương 7 viết về Montrion. Một câu hỏi cần được trả lời cặn kẽ hơn, thủy binh Nam Hà, lực lượng chính của quân đội Nguyễn Ánh tại sao lại hùng mạnh? Theo các tác giả thuộc địa mà người Việt thường chép lại là nhờ sự giúp đỡ của bá đa lộc và nhờ những sĩ quan Pháp đem kỹ thuật tân tiến của Tây Phương vào. Lời sau đây của tạ chí đại trường có thể coi là tiêu biểu. Đặc sắc của thủy quân gia định là sự dồi dào vũ khí, hiệu suất cao của chúng là các tàu bọc vỏ đồng chắc chắn cùng chiến thuật mới của các sĩ quan Tây Phương đưa vào. Mở ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam trang 237 đóng ngoặc trong những chương trước, chúng tôi đã tháo gỡ dần dần những sự ngộ nhận này. Ở đây xin trình bày thêm một số điểm chưa được nói đến. Thủy quân Nam Hà phát triển rất sớm, không nhờ vào những đội tàu Tây do người Tây đây ót lãnh đạo và huấn luyện, mà nhờ ở những yếu tố sau đây. Một, đất gia định nhiều sông Kinh, Củ Lao, Bãi Cát. Trong 10 người đã có 9 người giỏi nghề bơi lội chèo thuyền. Ở gia định chỗ nào cũng có ghe thuyền hoặc dùng thuyền làm nhà ở hoặc để đi chợ hay để đi thăm người thân hoặc chở gạo củi đi buôn bán rất tiện lợi. Mở ngoặc, Trịnh Hoài Đức, gia định thành thông chí, phong tục chí, bản dịch của Lý Việt Dũng, điện tử, đóng ngoặc. 2. Chúng ta đừng quên rằng cả Nguyễn Ánh lẫn Tây Sơn đều mạnh về thủy binh. Nguyễn Huệ xuất quân vào Nam ra Bắc một cách thần tốc. Biết vậy Nguyễn Ánh đã sớm mở mang kỹ thuật đóng thuyền, tàu. Mở ngoặc, ta gọi tất cả là thuyền, đóng ngoặc. Nhờ tướng giỏi có tải đóng thuyền như Đỗ Thanh Nhơn, Võ Di Nguy và lại liên tục sai người đi mua thuyền tàu ngoại quốc. Đến năm 1793, Nguyễn Ánh có thêm Trần Văn Thái thuộc công bộ của Tây Sơn về hàng, hợp lực với Võ Di Nguy trong việc đóng tàu thuyền. Võ Di Nguy tử trận khi đánh nhau với Võ Văn Dũng ở thị nại 1801. Trần Văn Thái sau làm đến chức công bộ thượng thư, mở ngoặc liệt truyện quyển 2 trang 474 đóng ngoặc. Tháng 8 năm 1787, Nguyễn Văn Trương, trưởng cơ của Tây Sơn, đem 300 quân tinh nhuệ và 15 chiến thuyền về theo. Nguyễn Ánh trao cho chức không sai trưởng cơ, quản đạo tiên phong thủy dinh trung quân, sau trở thành đại tướng thông lãnh toàn bộ thủy binh của Nguyễn Ánh và lập công lớn trong các trận thị nại 1792, thị nại 1801, Quảng Nam, Phú Xuân. Như vậy chứng tỏ Nguyễn Ánh biết dùng người và Tây Sơn cũng có một nền thủy binh mạnh mẽ không kém. 3. Vừa thoát chết khỏi bàn tay Nguyễn Huệ Ngay từ tháng 4 1778, Nguyễn Ánh đã sai đóng hơn 50 chiến hạm, gọi tên là thuyền hiệu Long Lân và mua nhiều bè hỏa công, mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 206 đóng ngoặc. Trịnh Hoài Đức giải thích rõ hơn về các chiến thuyền Long Lân này. Năm 1778, quân ta đắp lũy đất từ bờ Tây bên Nghé chạy dọc đến mé sông An Thông. Phàm tại các cửa sông đều đóng cọc cây ngăn cản tàu để chống giữ và bí mật đóng hơn 50 chiếc chiến hạm tại sông nhỏ Thị Tĩnh thuộc sông An Thông. Mấy chiến hạm này đầu bọc nhọn, đầu và thân đều gắn ba tấm ván, có vẽ hình như hạm của Tây Dương, lại răng lưới gọi là long lân thuyền, lại chỉnh bị bè cho hỏa công mở ngoặc gia định thành thông chí vật sản chí bản dịch của lý việt dũng điện tử đóng ngoặc như vậy ở tuổi 16, Nguyễn Ánh đã sai đóng chiến hạm giả kiểu Tây Dương để lòe địch. Đến tháng 5 1778, Ánh lại sai cai đội Trần Văn Phúc sang đảo Tân Châu, Nguyễn Đức Huy sang đảo Quang Hóa để đi đóng để đóng thuyền đi biển, mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 206 đóng ngoặc. 4. Một bước tiến mới trong kỹ nghệ đóng thuyền chiến của quân Nguyễn theo Trịnh Hoài Đức tháng 8 1780, Đỗ Thanh Nhơn đã sáng chế đóng thuyền chiến làm bánh lái dài để đi đường biển yên ổn nhưng vẫn để bánh lái tròn khi trước để dùng khi đi đường sông gọi là thuyền hai bánh lái phía trên gác sàn chiến đấu hai bên treo phên tre để che cho thủy binh ở dưới chuyên lo trèo trống trên thì bố trí bộ binh để xung kích Nhờ vậy mà kỹ xảo của thủy sư càng tinh nhuệ, đến nay, tức khoảng 1820 cũng vẫn theo, mở ngoặc gia định thành thông trí vật sản trí, bản dịch của Lý Vật Dũng điện Tử đóng ngoặc. Thực lục ghi, Đỗ Thanh Nhân sai thủy quân, lấy thứ gỗ nam, kiền kiền để đóng thuyền trường đà, mở ngoặc bánh lái dài đóng ngoặc. Trên gác sàn chiến đấu, hai bên dựng phên tre, che thủy binh ở dưới, để cho chuyên sức mà trèo còn trên thì bày bộ binh để xung trận mà đánh. Do đó, đi đường biển thuận lợi mà nghề thủy quân sở trường càng tinh thêm, mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 209 đóng ngoặc. Montion đã nhắc đến sự lợi hại của thuyền trường đà có hai bánh lái này trong sách của ông, mở ngoặc Montion quyển 1 trang 128-130 đóng ngoặc mà chúng tôi đã trích dẫn trong chương 7 Montion. Năm về sức mạnh thủy binh và sự đóng thuyền tàu liên tục của Nguyễn Ánh trong khoảng 12 năm từ 1781 đến 1793 có những mốc đáng chú ý. Tháng 5 6 1781, Nguyễn Ánh duyệt binh có khoảng 3 vạn quân, 80 thuyền đi biển, 3 thuyền chiến lớn và 2 tàu tây. Mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 210 đóng ngoặc. Tháng 9 10 1782, sai cai cơ trung thủy Võ Di Nguy, cai cơ tiền thủy Trương Phúc Dĩnh tập hợp những thủy binh ngạch cũ sửa đóng chiến thuyền. Ngày 9 tháng 4 1785, Nguyễn Ánh chạy sang xiêm với 30 quần thần, 200 quân và 5 chiến thuyền. Phượng Phi, Bằng Phi, Hùng Trì, Chính Nghi, Thuyền Ô mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 223 đóng ngoặc. Trong thời gian chú ở xiêm xưởng đóng tàu của Nguyễn Ánh là đảo Giang Khảm. Hoàng Tiến Cảnh, năm mất tị 1785, được thăng khâm sai tổng nhung trưởng cơ cùng với bọn Trương Phúc Dĩnh đến đảo Giang Khảm đóng chiến thuyền. Năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Văn Nhàn cùng Trương Phúc Luật đến Giang Khảm đóng chiến thuyền thập hiện. Trương Phúc Luật trông coi đội trường đà mở ngoặc tức là thuyền hai bánh lái đóng ngoặc. Năm Bính Ngọ 1786, đốc chiến cai cơ Mai Tiến Vạn theo trưởng cơ, Hoàng Tiến Cảnh đóng 10 chiếc thuyền hiệu ở đảo Giang Khảm. Mở ngoặc liệt truyện quyển 2, Trang 249 đóng ngoặc. Tháng 8-1789. Sai đóng chiến thuyền lớn hơn 40 chiếc. Thuyền đi biển hơn 100 chiếc. Mở ngoặc thực lục trang 251. Đóng ngoặc. Tháng 12-1789. Sai cai cơ Võ Di Nguy. Đóng một chiếc thuyền lớn và 15 thuyền đi biển. Mở ngoặc thực lục quyển 1. Trang 267. Đóng ngoặc. Tháng 1-1791. Lập xưởng Thủy Sư từ bờ sông Tân Bình đến bờ sông Bình Trị trên ba dặm thuyền đi biển, thuyền chiến, tức hình thức như thuyền buôn, không mui mà nhỏ, thuyền ô, sơn đen nên gọi là ô thuyền, thuyền son, sơn đỏ gọi là chu thuyền, thuyền lê, đầu đuôi, thuyền đều chạm vẽ gọi là lê thuyền, đều đậu ở đó. Mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 270 đóng ngoặc. Tháng 5 1791 đóng hơn 100 chiếc chiến thuyền. Mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 284 đóng ngoặc. Tháng 2, 1792, đóng 5 hiệu thuyền Hoàng Long, Xích Nhạn, Thanh Tước, Bạch Yến và Huyền Hạc. Mở ngoặc thực lục quyển 1, trang 283, đóng ngoặc. Theo thư của giáo sĩ Lyot gửi từ Tân Triều, Đồng Nai về Paris ngày 18 tháng 7, 1792, nhà vua vừa làm xong 15 tàu chiến, mũi đuôi và dàn cột buồm giống tàu Trung Hoa. Tất cả phần còn lại làm theo lối Tây, sắp đi đánh Tây Sơn, mở ngoặc Cagdieu. Tài liệu đã dẫn trang 28 đóng ngoặc. Tháng 23 1793, tức tháng riêng quý sửu, đóng thêm các thuyền đại hiệu Long Ngự, Long Thượng, Long Hưng, Long Phi, Bằng Phi, Phượng Phi, Hồng Phi, Loan Phi, Ưng Phi. Mở ngoặc, chắc là sửa lại các thuyền Phượng Phi và Bằng Phi vì đã có từ năm 1785 đóng ngoặc. Theo thực lục quyển 1 trang 290, Nhìn những mốc trên đây ta thấy ngay Hai thuyền Phượng Phi và Bằng Phi Mở ngoặc tàu chiến bọc đồng theo kiểu Tây Phương Đóng ngoặc Nguyễn Ánh đã có từ năm 1785 Hoàn toàn do người Việt điều khiển Tàu Phượng Phi năm 1790 Sẽ giao cho Trần Văn Học và Nguyễn Văn Trấn Vanier cai quản lịch truyện quyển 2 trang 282 Đến năm 1792 Trong trận thị nại Hai tàu Long Phi và Phượng Phi Sẽ được các tướng Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Trương sử dụng. Cho nên chúng ta không nên lầm tưởng chỉ có người Tây mới quản được tàu Tây. Nguyễn Ánh là nhà lãnh đạo giỏi. Ông sai Dayot, Parisi, Gibson, Januario, Pimanel đi ngoại quốc mua bán vì họ là người Âu. Nói được tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bồ dễ giao thiệp hơn người Việt. Chỉ đơn giản như thế. Ngoài ra trừ Pimanel, họ không có phận sự tác chiến. Trong những năm 1801-1802, ở thời điểm cuối của cuộc chiến, Nguyễn Ánh sai Chenor, Vanier và De quản ba tàu chiến Bọc Đồng, Long Phi, Phượng Phi và Bằng Phi đi hộ giá là để thị uy, phô trương lực lượng, chứng tỏ ông có người Pháp hầu cận. Những người này đi hộ giá cũng không có nhiệm vụ tác chiến, trừ De đã hăng say, đang đêm lẻn đi lập chiến công ở trận thị nại 1801 và được giáo sĩ Le Buse viết về việc này. Từ đầu 1791 khi đã lập xưởng đóng tàu ở Sài Gòn. Mở ngoặc Trịnh Hoài Đức viết rõ vị trí và diện tích, xưởng này cũng được Barrow và Le Labuse mô tả và khâm phục đóng ngoặc. Nguyễn Ánh gia tăng sản xuất thuyền tàu ngay tại Sài Gòn. Nhìn qua số lượng tàu thuyền Tây ta mà Nguyễn Ánh mua hoặc sản xuất tại chỗ thời đó, mới thấy con số hai tàu Đồng Nai và Prince de Cochinchin mà Dayot được điều khiển thực là khiếp nhượng. Và sự thượng thăng Hâm sai cai đội Dayot lên làm chỉ huy trưởng hải quân Nam Hà thực là ưu trĩ. Về chiến công của Dayot trong trận thị nại 1792. Trận thị nại 1792 mà chúng tôi đã xác định bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 1792 và chấm dứt ngày 5 tháng 8 1792 trong chương 8 Hịch Quang Trung là chiến thắng lớn đầu tiên của Nguyễn Ánh trên quân Tây Sơn, phá hoại toàn bộ thủy quân của Nguyễn Nhạc đậu ở cửa thị nại trong khi Nguyễn Nhạc đi săn vắng. Trận này đánh dấu ngõ quạt khiến Quang Trung nổi giận truyền hịch đánh Nam Hà và 20 ngày sau khi hịch truyền Quang Trung mất. Vì sự quan trọng của trận thị nại 1792 có thể coi như chiến công lớn đầu tiên trong cuộc chinh phục lại toàn thể lãnh thổ của Gia Long cho nên bằng mọi giá các sử gia thuộc địa đã tìm cách xác định chiến công thị nại 1792 là chiến công lừng lẫy của người Pháp Chúng ta sẽ điều tra hư thực chuyện này như thế nào. Barrow là một trong những người đầu tiên viết mấy hàng về Dayot và trận thị nại 1792, nhưng ông khá rẻ rặt. Mùa xuân 1792, ông tức Nguyễn Ánh xuống thuyền đi đánh Quy Nhơn, để trên đầu hạm đội hai sĩ quan Pháp cai quản hai tàu chiến Tây Phương. Người ta đồn rằng một trong hai người này, ông Dayot, đã làm cho hạm đội Việt Mở ngoặc Tây Sơn đóng ngoặc thiệt hại lớn Đốt cháy đánh đắm hoặc xâm chiếm Tất cả những thuyền gặp trên đường Nhưng hăng say tiến sâu quá Và thuyền ông mắc cạn Người ta đồn nhà vua Tuy chứng kiến tai nạn này Có thể làm cho ông thua trận Nhưng vẫn tỏ chút mãn nguyện nói rằng Ông ấy đã làm nhiệm vụ của mình Tôi không chờ đợi ông ấy làm nhiệm vụ của tôi Mở ngoặc Barrel trang 218 Đóng ngoặc Câu Nguyện Ánh để trên đầu hạm đội hai sĩ quan Pháp cai quản hai tàu chiến Tây Phương và một trong hai người này là Dayot không thấy chép đâu cả. Chuyện tàu mắc cạn quá giống chuyện mạn hoè. Barrow không đề xuất xứ nhưng ông đã cẩn thận dùng những tiếng người ta đồn. Chứng tỏ ông không chắc và ông cũng biết không thể dựa vào những lời người ta đồn để viết sử. Tác giả sử ký Đại Nam Việt cũng viết câu chuyện này tương tự như trên nhưng đặt vào năm 1791 có lẽ là cùng chép một nguồn với Barrow nhưng không để tên Dayot mà lại để tên Pimanel vậy tàu ông Dade Cai, mở ngoặc sử ký Đại Nam Việt gọi Olivia de Pimanel là ông Dade đóng ngoặc thì đi trước mà Nguyễn Ánh cùng các tàu thì đi sau cách xa một trống canh đàng ông đa đê vào một mình và bắn súng đánh các tàu quân giặc quân giặc thấy tàu tây thì sợ hãi lắm xong cũng ra sức bắn trả mà không mũi nào nhằm sốt ông đa đê vào cửa nhằm khi nước dòng nên tàu ông ấy phải mắc cạn chẳng đi được nữa vậy phải dùng những khẩu súng ở trước mũi tàu mà bắn thì càng khó lắm xong cũng đánh và quân giặc đã phải chết nhiều còn quân của ông ấy thì bằng yên vô sự mở ngoặc sử ký Đại Nam Việt trang 59 đóng ngoặc. Nói rằng Olivia lái tàu vào đánh là hoàn toàn sai, vì Olivia dù có dự trận này cũng chỉ ở trong đội ngũ pháo binh. Ai cho phép Pimanel lái tàu chiến? Còn chuyện tàu mắc cạn, như trên đã nói, quá giống chuyện mạn hòe. Tác giả sử ký Đại Nam Việt chỉ biết một số chuyện xảy ra trong Nam. Còn về các trận đánh xảy ra ở miền Trung thì không biết nên không thấy kể gì cả. Trận này là trận duy nhất được kể lại, nhưng có lẽ cũng chỉ nghe người ta đồn hoặc chép theo nhà dòng và lại luôn luôn đội Tây làm thầy về mọi mặt giống như Trương Vĩnh Ký. Cho nên đoạn này cũng rất khó tin. Nhưng ta có thể đoán rằng Barrow và Sử ký Đại Nam Việt chép lại cùng một nguồn tin đồn lấy từ nhà dòng. Mây bòn và công trạng những người Pháp trong trận thị nại 1792 Mây Bòn viết không thể chối cãi được rằng họ đã góp phần rộng lớn vào chiến thắng của Gia Long. Chưa nói đến sự đóng góp của họ vào những chiến công quan trọng như việc tiêu diệt hạm đội Tây Sơn năm 1792 và những cuộc hành quân khác dẫn đến chiến thắng Huế năm 1801. Mở ngoặc Mây Bòn, lịch sử hiện đại nước An Nam, trang 279 đóng ngoặc. Nhưng ở trang 311-312, khi mô tả trận thị nại, thì ông mê bòn lại dùng tài liệu của thực lục. Rồi ông trách thực lục không đếm xỉa đến công lao của những người Pháp này. May mắn thay, ông tìm được các tài liệu khác về phía Tây Phương nói rất rõ. Đó là hai chứng liệu sau đây. Một, lá thư của giáo sĩ Lô La kể chuyện Nguyễn Ánh sau khi thắng trận vì chưa có kinh nghiệm đã ra lệnh đốt tàu của Tây Sơn. Mở ngoặc việc này sử ký Đại Nam Việt cũng chép trang 59 và cho biết sau đó Nguyễn Ánh hối ngay và cho lệnh dập tắt lửa đóng ngoặc. Hai, chứng thứ hai rút ra từ những điều Michel Đức, con trai của Sono viết trong hồi ký Souvenir de Huế, mở ngoặc Paris 1876 đóng ngoặc như sau. Chắc quý vị muốn có một vài chi tiết về chiếc tàu Âu làm gì. Con tàu này được ông Dayot ở Redon điều khiển và được ông Vanier ở Ori phụ tá ông olivier ở capentras cũng có đó với quân đội của ông chính nó đã tiến vào cửa biển thị nại đầu tiên trước đại binh một giờ tính cách cao quý và mạnh dạn độc tiến giữa lòng địch của nó trong khi địch quân đã ùa ra phía trước nả đạn cứ phía vào tàu làm cho nhà vua và tất cả những người nam hà kinh ngạc nhà vua trong lúc này không thể không ngợi khen sự can đảm của những người âu toàn thể quân đội lúc đó đều nhận ra sự khác biệt giữa người Pháp và mấy chiếc tàu bồ ngày trước đã nhục nhã trốn chạy và đã làm cho vua bại trận. Trong khi tất cả mọi người đang khâm phục trước chiến hạm đơn độc chống chọi với kẻ thù thì lòng dũng cảm của những vị sĩ quan này bỗng chốc bị đình chỉ một cách nhục nhã nhất đối với người chiến sĩ. Cửa vào cảng rất hẹp, gặp lúc thủy triều xuống, tàu bị mắc cạn. Ở vị trí này, họ chỉ dám bắn vài phát đại bác nhỏ phía trước mà đã trúng khá nhiều kẻ thù, họ phải dừng ở đó và đau đớn thấy toàn thể đoàn quân kéo vào cảng mà họ không theo được. Nếu có thể tiến vào được hải cảng thì chắc chắn họ sẽ là những người duy nhất nhận công trạng và sự vinh quang của chiến thắng. Từ đó nhà vua thường nói bông đùa về chuyện này, chúng tôi rất sung sướng vì sự cố này xảy ra, nếu chiếc tàu này không mắc cạn thì nó chẳng để cho chúng tôi việc gì nữa và như thế chúng tôi sẽ ngượng lắm. Mở ngoặc mây bòn, lịch sử hiện đại nước An Nam trang 311-312 đóng ngoặc. Dưới chú thích 3 trang 311, mây bòn ghi rằng người con trai Sơn đưa việc này vào năm 1793. Chắc anh ấy viết nhầm năm vì chính anh ấy nói năm này nhà vua đốt hạm đội của địch. Thực ra Michel Đức sơ no chẳng lầm gì cả. Khi trận thị nại 1792 xảy ra, cha của ông còn chưa về giúp Nguyễn Ánh và bản thân ông đến hơn 10 năm sau mới sinh ra đời. Vậy mà trong sách này mở ngoặc in năm 1867 đóng ngoặc, tức là 47 năm sau khi ông rời nước Việt, 75 năm sau khi trận thị nại xảy ra, ông tả trận thị nại như được chứng kiến tận mắt. Câu chuyện ông kể là một chấp vá những giai thoại sự kiện xảy ra ở các thời điểm khác nhau được tiểu thuyết hóa thành chuyện. Việc tàu mắc cạn là chuyện mạn hòe đánh nhau với Tây Sơn năm 1782. Chắc hồi nhỏ Đức Michelno được nghe Vanier kể lại trận Quy Nhơn tháng 5-6-1793 mà Vanier đã tham dự trong đội vận lương với tư cách phụ tá của Dayot. Trận này Lelabuse cũng có viết trong lá thư ngày 26 tháng 6 1793 gửi Bore. Nhà vua vừa xuất thủy bộ đại binh đi đánh Quy Nhơn. Các ông Dayot quê Reddon và Vanier quê Ori cùng đi với thuyền của họ. Ông Olivier quê Carpentras cũng đi với quân của mình và một vài người Âu khác trong bộ binh. Mở ngoặc các đia tài liệu đã dẫn trang 29 đóng ngoặc. Vậy câu các ông Dayot quê Redon và Vanier quê Ori cùng đi với thuyền của họ. Ông Olivier quê Capentras cũng đi với quân của mình. Michel Đức chép lại của Le Labusse. Và ông chép cả lời Gia long bông đùa do Barrow viết. Có đổi đi chút ít. Sau cùng Đức Sơ No cảm hứng những điều đã có trong sử ký Đại Nam Việt. Dayot vào trước đại quân một giờ, tức một chống canh, bắn vài phát súng đại bác đằng trước tàu vân vân cũng có thể đức cherno đã gom góp các nguồn tin đồn phát xuất từ nhà dòng giống như barrow và sử ký đại nam việt rồi cường điệu lên thành tiểu thuyết với những chi tiết cực kỳ vô lý tàu chưa vượt qua được cửa thị nại làm sao quân tây sơn đã bao vây bắn tứ phía tàu đến cửa thị nại trước đại quân một giờ mà sao gia long đã có thể ngợi khen sự can đảm của những người âu những dòng như thế được ông mê bòn khen là sống động và trích làm tài liệu lịch sử. Đó là cách làm việc của sử gia Mây Bòn. Tabule và chiến công thị nại của Dayot 25 năm sau, Tabule tiếp sức bằng những hàng sau đây, lần này chép thẳng những thành tích chiếm được trong trận thị nại 1792. Theo lời cha Le Labus Bissache, Dayot là thủ lãnh và linh hồn của Hải quân Nam Hà. Ngày 27 tháng 6 1790, Nguyễn Ánh cấp cho ông Văn Bằng tư lệnh các hạm đội của ông. Dayot còn được gọi là đại diện nhà vua và trí lực hầu hay vị hầu tước phán đoán đầy cẩn trọng. Năm 1792, Dayot phá tan ở Quy Nhơn một hạm đội Tây Nhơ Sơn gồm 5 tàu lớn, 90 chiến thuyền và 100 chiến thuyền nhỏ, tịch thu được 137 khẩu đại bác nòng đạn khác nhau. Năm 1793, Deod chiếm được 60 chiến thuyền Tây Sơn ở miền Bắc Quy Nhơn nữa. Mở ngoặc Tabule La Chesse en Indochine, quyển 1. Năm 1955, trang 249 đóng ngoặc. Và cuối cùng, Wikipedia Pháp thử hưởng những dòng hào hùng của các sử gia thời danh Mê bòn Tabule để viết về chiến công thị nại 1792 của Đại Đô Đốc Thủy Quân An Nam và Tư lệnh những tàu Pháp của nước Nam như sau. Năm 1792, ông Dayot cầm đầu một chiến dịch cho Nguyễn Ánh. Ông tàn phá 5 tàu chiến, 99 thuyền và khoảng 100 tàu nhỏ của Tây Sơn. Ông cho đổ bộ quân đội lên bộ và phá hủy những đồn lũy trước khi quay về bến Can Trù, mở ngoặc cần giờ, đóng ngoặc. Một chiến công rõ ràng và minh bạch như thế cần phải được khảo sát một cách nghiêm chỉnh. Trước tiên, Tabule đưa ra một Dayot mới với những yếu tố lấy ở chính văn bằng của Nguyễn Ánh cấp cho Dayot bằng cách trừ câu đầu. Dayot là thủ lãnh và linh hồn của Hải quân Nam Hà, là của Saint Cross mà mọi người đều nhầm là của Bisache và như ta biết, Saint Cross viết theo những gì được Dayot kể lại. Thứ đến, văn bằng khâm sai cai đội quản chiếu tàu nhị trích trí chí lược hầu. Khi dịch sang tiếng Pháp, đã biến thành văn bằng của vị đại đô đốc xin giải thích về một chức vị võ quan chúng tôi không hiểu trong trường hợp nào thì được vua cho thêm hai chữ khâm sai xin nhờ các vị thức giả chỉ giáo trong hồ sơ này hiện chỉ thấy có ba người pháp là lebrun dayot và barisi được vua cho chức khâm sai cai đội còn những người khác chỉ là cai đội hay phó cai đội dayot là khâm sai cai đội quản hai tàu đồng nai và le prince de cochinchin đơn giản là như vậy nhưng khi những chữ này được dịch sang tiếng Pháp thì Dayot được thăng tiến lên đại diện nhà vua, hầu tức phán đoán đầy cẩn trọng để trở thành tư lệnh các hạm đội của vua. Rồi trên Wikipedia thượng thay thăng thành đại đô đốc của thủy quân An Nam và tư lệnh những tàu Pháp của nước Nam. Đó là tiến trình người ta đã làm để cho Dayot nhảy vọt từ chức khâm sai cai đội quản hai chiếc tàu trong một toàn bộ hạm đội có tới hàng trăm chiếc tàu của Nguyễn Ánh lên chức đại đô đốc của Thủy quân An Nam và tư lệnh những tàu Pháp của nước Nam. Sự thăng chức nhảy vọt như vậy để tiến tới logic thứ nhì, đại đô đốc chỉ huy và chiến thắng trận thị nại 1792. Những điều đó chỉ bịp được những độc giả không hiểu gì về tình hình nước Nam. Đối với những người thạo lịch sử, chức đại đô đốc của Thủy binh Nam Hà là chức của Nguyễn Văn Trương, còn chức tư lệnh những tàu Pháp của nước Nam thì chưa hề có. Vì thời đó, vua Gia Long vừa cho làm tàu ở trong nước, vừa sai mua tàu ở nước ngoài. Theo Barrow và Montion, Gia Long đã áp dụng những cái hay của Tây Phương cho những tàu làm ở trong nước như bọc đồng phần chìm của tàu, còn phần nổi vẫn giữ hình dạng tàu Việt Nam. Mở ngoặc xin xem lại chương 4 Barrow, chương 7 Montion đóng ngoặc. Ngoài ra, Trịnh Hoài Đức còn cho biết, vua sai đóng loạt tàu Long Lân, bên ngoài có hình dạng giống như tàu Tây Phương, ngay từ năm 1778. Như vậy rất khó phân biệt tàu Tây với tàu ta cho nên không thể nói vì không hề có một đội ngũ tàu Pháp của nước Nam để Dayot làm tư lệnh. Tạ trí đại trường và chiến công của Dayot Tạ trí đại trường khi viết về Dayot còn có phần phóng tác thêm nữa. Jean-Marie Dayot phục vụ Nguyễn Ánh trong những năm 1790-1795 đã nhân dịp điều khiển các tàu Tây trong chuyến xuất quân vào khoảng tháng 5 đến tháng 10 dương lịch để mà lập cả một chương trình vẽ các hải cảng đi dò đáy nông sâu. Chính đội này dắt theo sau cả hàng ngàn thuyền mang lương thực cho binh lính, cả lính bộ có khi phải ghé lại một bến đến vài ngày để chờ bộ binh tới lãnh lương. Mở ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam trang 235 đóng ngoặc. Câu này ông Tạ rút từ bài ký sự của Dayot in trong Tabule trang 250 mà chúng tôi đã dịch ở phần 1. Tuy nhiên, ông Tạ vẫn hiểu sai ý. Xin nhắc lại lời đây ót. Làm việc trong hải quân của nhà vua và cai quản các tàu Tây Phương, lực lượng chính của quân đội ông, tôi bắt buộc phải đi theo quân mỗi khi có chiến dịch, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệm vụ tải lương cho một số lượng tàu bè nhiều đến thế, đi với quân đội và tùy tùng và cho cả bộ binh, thường tiến dọc theo bờ biển, bắt buộc chúng tôi phải đỗ lại mỗi buổi chiều để tập hợp một đoàn thuyền tàu thường tới hơn nghìn cánh buồm. Nhiều khi chúng tôi cũng bị bắt buộc phải ở lại một nơi nhiều ngày để đợi bộ binh và phân phát thực phẩm cho họ mở ngoặc thao bu lê quyển 1 trang 250-251, đóng ngoặc. Đây đã cố tình quan trọng hóa nhiệm vụ của mình khi viết câu Tôi cai quản các tàu Tây Phương, lực lượng chính của quân đội ông. Thực ra anh ta chỉ được cai quản có hai chiếc tàu Đồng Nai và Le Prince de Cochinchin mà thôi. Và không có gì xác nhận hai tàu này là tàu Tây. Câu kế tiếp, Dayot nói về công việc đi theo chiến dịch, phải phát lương thực cho một số lượng tàu bè rất lớn, có khi tới hơn nghìn cánh buồm, rồi nhiều khi còn phải đỗ lại, vài ngày đợi bộ binh để phát thực phẩm cho họ nữa. Nhưng tại trí đại trường lại vẫn hiểu sai. Ông viết, chính đội này dắt theo sau so cả hàng ngàn thuyền mang lương thực cho binh lính Khổ quá, Dayot đâu có nói thế. Y làm gì mà được cai quản hàng ngàn chiến thuyền? Mà ai lại trở lương trên cả ngàn chiếc thuyền như thế? Vậy thủy binh của Nguyễn Ánh phải có tới cả vạn thuyền à? Điều này chứng tỏ ông Tạ không hiểu gì cả. Ông chỉ có một mục đích là thổi phồng trách nhiệm của Dayot lên cho hợp với điều các ngòi bút thuộc địa phóng ra. Dayot có dự trận thị nại 1792 không? Tuy Dayot không viết rõ, nhưng chúng ta cũng nên hiểu anh ta chỉ là một trong những người thuộc đội vận tải lương thực dưới lệnh của các quan đại thần trách nhiệm việc quân lương. Nguyễn Ánh hành quân bao giờ cũng có chiến thuật rõ ràng, ai tiên phong, ai đoạn hậu, ai vận tải lương thực nhất nhất đều ghi rõ tên các tướng, các quan có trách nhiệm. Về lương thực, ở trận thị nại tháng 7 1792, vì quyết định đánh nhanh chỉ có 10 ngày, cho nên Nguyễn Ánh đã dụ cho tướng sĩ các dinh tiên phong và Trấn võ thuộc trung quân chỉnh bị lương thực súng ống khí giới như phép hành quân mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 286 đóng ngoặc tức là trong trận đánh chớp nhoáng này ông chỉ dùng có hai dinh quân mở ngoặc như quân đoàn ngày nay đóng ngoặc là dinh tiên phong và dinh chân võ tức quân tinh nhuệ lính cảm tử đúng như lời bá đa lộc ông chỉ mang theo một nửa quân đội mở ngoặc thư bá đa lộc gửi bô rê ngày 18 tháng 7 1792 theo Montion quyển 2 trong 143 đóng ngoặc. Vì thế, Nguyễn Ánh ra lệnh cho quân sĩ phải chuẩn bị khí giới và lương thực mang theo người. Điều này rất hợp lệ, vì khi đi chiến dịch ngắn, lính phải tự đem lương theo. Vì vậy, trong trận thị nại 1792, Nguyễn Ánh không chỉ định quan coi việc quân lương. Đến trận Quy Nhơn tháng 5 6 1793, dự định đánh lâu, hai quan đại thần được vua chỉ định coi lương là hộ bộ Phan Thiên Phúc và tham chi Nguyễn Đức Trí chia coi thuyền lương đi theo cấp cho các quan thủy bộ mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 293 đóng ngoặc. Tháng 5 1794, Nguyễn Vương thân trinh dùng thủy binh giải vây Diên Khánh cũng chỉ định hộ bộ Trần Đức Khoan tham chi Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Kỳ Kế đi theo trông coi việc lương mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 308 đóng ngoặc vân vân. Tóm lại trong trận thị nại tháng 7 1792 vì đánh chớp nhoáng không cần vận tải lương thực Dayot thuộc đội tài lương, vậy chúng tôi có thể xác nhận chắc chắn rằng Dayot đã không dự trận thị nại 1792 này. Bây giờ nói về cách bày bố chiến lược trận thị nại 1792, thực lục ghi rõ thứ tự tiến quân. Thuyền vua ra từ cửa biển Cần Giờ, sai quản tiên phong dinh là Nguyễn Văn Thành tiến trước, kế đến quản ban trực tả là Phạm Văn Nhân tiến thứ nhì, giám quân trung quân Nguyễn Văn Trương hộ giá, đô đốc Nguyễn Kế Nhuận tiếp sau mở ngoặc thực lục quyển 1, trang 286, 287 đóng ngoặc. Vậy trong các đội tiên phong và trực chiến không có tên ông tướng nào là Dayot cả. Rồi khi đến nơi thực lục ghi, khi quân đến ngoài cửa biển thị nại thì trước hết sai quân quân tinh nhuệ đổ bộ phóng lửa đốt thủy chạy giặc. Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Thành dùng thuyền Long Phi và thuyền Phụng Phi đánh thẳng vào. Các quân tiến theo, đối đốc giặc là Thành, không rõ họ Thấy đại quân trượt đến, bỏ chạy, thuyền ghe và khí giới bị quân ta bắt được hết, mở ngoặc, thuyền lớn 5 chiếc, thuyền đi biển 30 chiếc, thuyền sai 40 chiếc, đóng ngoặc. Lại sai tìm bắt bọn giặc biển Tề Ngôi, bắt được 3 chiến thuyền, mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 287, đóng ngoặc. Đến cửa thị nại, vua cho quân Tinh Nhuệ, tức là đội Cảm Tử thuộc dinh chân Võ, đổ bộ đốt thủy trại của Tây Sơn rồi hai tướng Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Trương dùng thuyền chiến Đồng, Long Phi và Phượng Phi đánh thẳng vào và ba quân tiến theo. Vẫn không thấy có ông tướng nào tên là Dayot thuộc đội xung phong cả. Chỉ có hai thuyền Đồng, Long Phi và Phượng Phi thì do hai đại tướng Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Trương điều khiển xung kích. Barrow chắc muốn nói đến hai thuyền đồng này và ông lầm tưởng rằng do người Pháp điều khiển Chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải nghi ngờ những điều ghi trong thực lục trên đây để tin một thoại khác như ông Tạ Trí Đại Trường trong cuốn lịch sử nội chiến ở Việt Nam. Trước hết, ông Tạ chép vài câu đầu thực lục viết về trận thị nại 1792 như chúng tôi vừa trích ở trên, nhưng ông vội vàng cải chính ngay. Nhưng theo người Tây, kẻ mở đường lại là đây trên chiếc tàu đồng, mở ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam trang 259 đóng ngoặc. Rồi ông kể tiếp, chiếc tàu đồng do Dayot chỉ huy tiến vào cửa thị nại 1792 là một kinh ngạc lớn cho Tây Sơn. Mở ngoặc thư của Linh Mục The Jesu Maria do Linh Mục trưởng tỉnh trợ quán mùng 4 tháng 3 1790. Trang 101-102 đóng ngoặc. Rồi sau đó Nguyễn Ánh mới bắt trước theo các tàu Tây mà đóng vào tàu vỏ đồng. Nhờ số kim có được dồi dào trong các cuộc trao đổi thương mại mở ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam trang 236 237 đóng ngoặc. Coi thường sử gia Triều Nguyễn là quyền của ông Tạ. Chắc ông có đọc những điều rồng rắn của Mê Bòn chép lại Michel Đức Sono nhưng không thấy ông nhắc đến Mây Bòn, vậy ta thử xem ông dẫn chứng được người Tây nào hay ho hơn đã cho ông biết kẻ mở đường lại là Dayot trên chiếc tàu đồng thì thấy ông Tạ dẫn chứng lá thư của Đức Giêsu Maria viết ngày mùng 4 tháng 3 năm 1790 cho linh mục trưởng tỉnh chợ quán kể về trận thị nại xảy ra tháng 7 1792. Tức là ông linh mục Giêsu Maria này viết thư kể trước chuyện sẽ xảy ra 2 năm sau. Đã vậy, ông tạ còn thêm câu rồi sau đó Nguyễn Ánh mới bắt trước theo các tàu Tây mà đóng tàu vỏ đồng điều này chứng tỏ ông tạ hoàn toàn không biết gì về những hoạt động đóng tàu của nguyễn ánh và ông luôn luôn tìm cách hạ thấp gia long trước người âu nhưng cái tệ nhất của ông là để đánh đổ những điều ghi trong chính sử mà ông luôn luôn nghi ngờ ông lại đi lượm lặt những tin tức không thể tin được việc đây chỉ huy chiếc tàu đồng sông trận như một đại tướng cảm tử làm cho quân tây sơn khiếp đảm chứng tỏ quân đội gia long không có trật tự chiến thuật gì cả vào trận ai muốn lái tàu đồng thì lái, ai muốn xông ra đánh thì đánh. Như thể nước ta là một nước bán khai. Thực không thể hiểu được một cuốn sách như thế mà lại được trao giải thưởng văn học toàn quốc bộ môn sử mở ngoặc năm 1973 ở miền Nam đóng ngoặc. Sau hết chúng tôi lại tìm thêm các tài liệu về phía các giáo sĩ Pháp cũng không thấy ai viết gì về chiến công thị nại 1792 này của Deod trong cả những thư từ của Barisi kể lại các trận đánh lớn, cũng không thấy nói đến chiến công lừng lẫy này. Và chính Dayot trong bản y ký sự in ở phần 1 cũng chỉ nói đến nhiệm vụ tải lương, không biết gì về chiến công này nốt. Học giả Cartier khi tìm tài liệu trong văn khố Pháp cũng chỉ thấy công việc mà hai anh em Dayot giúp vua Nam Hà hình như chỉ thuần túy thương mại. Văn khố của hội thừa sai Paris quyển 312 chứa một số kha lớn thư từ của họ. Thường ký Jean Mary và Felix Dayot nhưng chỉ là những thư ngắn nói chuyện tiền bạc. Tài liệu đã dẫn tập san trường Viễn Đông Bắc Cổ chú thích số 1 của các đia trang 72 đóng ngoặc. Sau cùng trong thư của giáo sĩ Lelabuse gửi về hội thừa sai đề ngày 20 tháng 4 1801 ở Bình Khang có mô tả trận thị nại 1801 trong đó có đoạn nói đến chiến công của De Những sĩ quan Pháp, các ông Chenor, Vanier và De điều khiển các tàu Le Dragon, Long Phi, Le Phoenix, Phượng Phi và Le Eagle, Bằng Phi cũng đi chiến dịch này. Mỗi người với tàu trang bị khí giới có nhiệm vụ hộ tống nhà vua và phò trợ tất cả những thuyền chiến trở về. Nhưng lúc đánh nhau, họ bị giữ lại để hộ tống vua khi nghe thấy tiếng đại bác nổ, máu xa pháp, sôi sục trong huyết quản, vua phải nghiêm cấm mới cản được lòng nhiệt thành của họ. Giữ họ lại bên vua còn khó hơn là thúc quân tiến lên giữa những trận mưa đại bác. Ông de Focans đã không dằn lòng trước cơn hăng say chiến đấu, lòng can đảm thúc đẩy đang đêm lẻn vào cảng một mình, đốt hết bảy tàu chiến trang bị khí giới nhiều nhất. Mở ngoặc, tài liệu đã dẫn tập san trường Viễn Đông Bắc Cổ trang 45-46 đóng ngoặc. Bây giờ chúng tôi mới đoán rằng thì ra người ta đã chấp vá thông tin như sau. Họ mượn chiến công của De ở trận thị nại 1801, làm chiến công của Dayot ở trận thị nại 1792, giống như họ mượn chức của Nguyễn Văn Trương để đáp cho Jean Mary Dayot. Họ mượn thành tích của các tướng nhà Nguyễn trong trận thị nại 1792, bắt được thuyền lớn 5 chiếc, thuyền đi biển 30 chiếc, thuyền sai 40 chiếc, rồi thêm thắt vào thành 5 tàu lớn, 99 thuyền và 100 thuyền nhỏ, tịch thu được 137 khẩu đại bác nòng đạn khác nhau và ghi là thành tích của Dayot. Còn vụ năm 1793, Dayot chiếm được 69 thuyền Tây Sơn ở miền Bắc Quy Nhơn thì hình như hoàn toàn bị đặt. Dayot xuất thân đại quý lái tàu buôn trong các vùng biển giữa Ile de France và Ấn Độ. Gia Long đã mượn Dayot theo đúng chuyên ngành lái tàu buôn của anh ta. Nhưng vì mắc tội thâm lạm ngân quỹ nên vua chuyển sang ngành trở lương và dĩ nhiên khi đi trở lương anh ta ở dưới sự trị đạo của các quan Phan Thiên Phúc và Nguyễn Đức Trí trong trận Quy Nhơn năm 1793 và ở dưới quyền các quan Trần Đức Khoan, Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Kỳ Kế trong trận giải vây Diên Khánh năm 1794. Trong 5 năm ở Nam Hà, Đê-ót chưa từng có nhiệm vụ tác chiến thì không thể lập chiến công được đó là những gì mà người ta phóng đại ra để đưa Jean Mary lên hàng anh hùng đại đô đốc của vua Gia Long. Dayot làm đám tàu trốn đi năm 1795. Những ngày cuối cùng của Dayot ở Việt Nam thực không mấy vinh hiển. Năm 1795 lại có vụ người Pháp bỏ đi lần nữa và giám mục Bá Đa Lộc cũng can dự vào. Trong vụ này, Dayot đóng vai chính vì làm đám tàu đồng Nai Mở ngoặc Fure trang 216, ghi tên Đồng Nai, nhưng bài introduction của St. Cross không nói rõ tên, đóng ngoặc, và bị tội phải trốn đi. Còn bá Đa Lộc cùng lúc ấy bị Trần Đại Luật dâng sớ xin vua chém đầu, nên cũng xin đi. Vụ này chúng tôi đã trình bày trong chương 10 về St. Cross, ở đây xin nhắc lại mấy nét chính. St. Cross kể lại chuyện đắm tàu theo lời Dayot, xin tóm tắt như sau. Dayot chống việc tham nhũng, bị các quan căm ghét, nên tìm mọi cách triệt hạ. Một hôm anh không có mặt trên tàu của mình, trời bão. Tàu bị thổi xuống nước, lật. Vua sửa soạn hành quân, nổi giận vì sự mất tàu này. Các quan lợi dụng tàu vua. Tàu chìm do Dayot bất cẩn, muốn làm chậm trễ việc hành quân. Dayot bị đóng gông, đáng lý bị xử tử hình ngay. Nếu bạn bè không tìm cách trận lại. Đúng lúc giám mục bá Đa Lộc đi vắng, Dayot chịu gông 4 ngày. Khi giám mục về, giảng lễ phải trái cho vua, vua tha ngay và xử tử các quan. Vì vụ oan uổng này mà anh em Dayot bỏ đi và tất cả người, các người khác Pháp khác, kể cả Pimanel cũng từ chức. Bởi vì công việc của họ khó khăn như thế mà vua không cho họ của cải gì cả. Mở ngoặc Saint Cross Introduction, Relation de la Bissache, trang 85-87 đóng ngoặc. Nhưng đọc thư của hai giáo sĩ lavie và Le Labusse viết về vụ này, mọi sự xảy ra khác hẳn thư của giáo sĩ Lavier gửi lên Tông Đan ngày 27 tháng 4 1795 có những dòng sau đây. Nhà vua vừa hết sức giận dữ những người Âu đang giúp Việt và bắt bỏ tù hai người. Ông Dayot và phó cai đội của chiếc tàu bị đắm. Mở ngoặc như vậy, Guyon hoặc Guilox bị bắt cùng với Dayot đóng ngoặc, bị hư hại nặng nề. Người ta vừa báo cho vua biết là tàu không còn dùng được nữa điều đó làm cho vua nổi trận lôi đình. Trong lúc quá giận dữ, đã chửi bới thậm tệ những người Âu. Sau đó vua có hối lại, và có lẽ ông còn hối lại nữa, bởi vì từ lúc ấy công việc của ông ngày càng tồi tệ. Chính trong lúc đó thì các quan đệ trình lên vua lá sớ chống Đức Giám Mục, mở ngoặc sớ của Trần Đại Luật xin vua chém đầu bá Đa Lộc, đóng ngoặc. Vua đọc và làm thinh. Đức ông được người ta báo tin ngay, giả vờ như không biết trong vài ngày, nhưng sau thấy vua không nói gì và có vẻ đồng ý với các quan bèn than thở một cách cay đắng và người ta đã báo tin ngay cho vua biết vua bèn gửi cho đức ông lá sớ đó mở ngoặc lơ ni, quyển 3 trang 302 đóng ngoặc chúng ta thấy ngay sự bịa đặt trong lời sinh bá đa lộc không đi vắng mà ông đang bị nạn vì lá sớ của trần đại luật ông cũng đang tự cứu nói chi đến việc cứu dayot thư thừa sai lơ la Busse viết cho lơ tông đan quản thủ Viện Thừa Sai Ma Cao từ Sài Gòn ngày 22 tháng 6 1795 cho biết thêm chi tiết sau đây. Ông ta, tức Nguyễn Ánh, đang ở trong thế kẹt. Tất cả người Âu bỏ đi, tôi sợ rằng đó là tiên khởi của chúng ta. Đức ông Bá Đa Lộc đã sửa soạn một chiếc tàu tốt rồi. Ông sẽ thấy các ông Olivier và Dayot tới Macau. Dayot phải trốn khỏi chiến hạm của mình khi ra hàng ở cảng St. Jacques. Sự tẩu thoát này sẽ là tổn thất nặng nề cho nhà vua. Trên tàu của Olivier có Chenor cùng quê với tôi. Mở ngoặc Documents Relatives à l'époque de Long, Cartier, tập san Viễn Đông Bắc Cổ số 12, 1912 trang 35. Đóng ngoặc. Vậy sau khi làm đám tàu bị đóng gông và kết án, Dayot trốn ra vũng tàu nhưng bị bắt lại rồi lại trốn trên tàu của Olivier de Pimanel. Tàu này có cả Sơn nữa, mở ngoặc lúc ấy Sơn chưa làm việc với Nguyễn Ánh, còn đang buôn bán trên đường Sài gòn macao và đang có dự định quay trở về Pháp, đóng ngoặc. Olivier de Pimanel cũng định bỏ đi, nhưng rồi sẽ quay trở lại. Việc Dayot trốn đi chứng minh anh ta chẳng oan uổng gì và chuyện vua xử tử các quan vu khống cho anh ta là tưởng tượng. Dayot trở lại nước Nam và được Gia Long khoan hồng. Dayot trốn đi sang lập nghiệp ở Phi Lột Tân có lẽ bởi vì Y đã được vua viết thư giới thiệu với viên toàn quyền Phi ngay từ năm 1790 và đã sai Y hai lần sang Phi mua bán. 9 năm sau, quan toàn quyền Phi sai Dayot trở về Nam Hà mua gạo. Vua Gia Long đã bỏ qua tội cũ và cho phép Y mua gạo đem về Phi. Lá thư của Laba Tết viết cho Phu Long, quản thủ mới của hội thừa Sai Macau ngày 15 tháng 4 1804, kể về việc này với giọng mỉa mai như sau. Ở đây vừa xảy ra một chuyện khá lạ lùng mà chắc chẳng ai chờ đợi và có lẽ sẽ ẩm ĩ lên. Số là cái ông Dayot danh tiếng ngày xưa đã ở đây khá lâu phục vụ vua Nam Hà thời giám mục Bá Đa Lộc còn ở Đồng Nai, rồi bỏ đi vì bất mãn gì đó với vua. Cái ông này mới trở lại Đà Nẵng khoảng độ 10 ngày nay. Ông ta được viên toàn quyền ở Manila gửi đến trên chiến thuyền Ifanyo tên là La Princess Royal. Người ta đồn ông ta đến với sứ mệnh rất quan trọng cho lợi ích của hai nước. Đó là sự cộng tác thương mại giữa nước Nam với cái gọi là chính phủ Manila. Việc phái bộ Anh bí mật đến nước Nam mở ngoặc chỉ phái bộ Roberts năm 1804 đến xin thông thương bị vua từ chối không tiếp, đóng ngoặc. Chắc đã bị các cường quốc châu Âu khám phá ra bởi vì ông Dayot lại thông báo rằng chiến tranh Anh-Pháp đã nổ ra từ 10 tháng nay rằng cả Âu -Châu theo Pháp anh đứng một mình. Rằng Manila đang đợi hai hạm đội, một của Pháp, một của Ifanyo. Chính phủ Manila thông báo cho vua Nam Hải biết dự định của anh muốn có một hải cảng ở nước Nam và khuyên nhà vua đừng cho. Hơn nữa vì người ta sợ khi hai hạm độ kia đến Manila sẽ thiếu gạo ăn. Dayot xin được mua gạo, vua cho phép xuống Đồng Nai mua. Hình như nhà vua thích đề nghị cộng tác của chính phủ. Manila mở ngoặc các địa tài liệu đã dẫn tập san trường Viễn Đông Bắc Cổ trang 58 đóng ngoặc. Việc Dayot mua gạo cho phi luật tân được thực lục ghi trong tháng 4 1804 như sau. Lữ Tống bị đói, xin đông gạo ở gia đình Lưu chấn Thần không muốn bán đem việc tâu lên. Vua nói rằng bờ cõi dù có khác nhau, nhưng lấy lòng chung mà thương nhau, sao nỡ không ngó đến, bán cho 50 vạn cân gạo. Mở ngoặc thực lục quyển 1, trang 590, đóng ngoặc. Vậy năm 1804, Dayot không dám đến Huế gặp vua, như lời đồn mà giám mục La Batet viết lại. Người ta đồn ông ta đến với sứ mệnh rất quan trọng cho lợi ích của hai nước. Có lẽ Dayot chỉ dám ghé lại Đà Nẵng rồi không mua được gạo, mới xuôi thuyền xuống gia định. Nói dối quan chấn thủ rằng Lữ Tống bị đói, xin mua gạo, nhưng quan chấn thủ không bán mà tâu về chiều, và vua đã ra lệnh bán. Như vậy đủ tỏ, không những Gia Long đã rộng lượng tha thứ cho Đê mà ông còn muốn giúp người láng giềng Phi Lột Tân. Phải chăng nhà vua không quên ơn cũ khi ông viết thư nhờ quan toàn quyền Phi giúp đỡ Đê khi vua sai y sang Phi mua bán và sửa tàu năm 1790? Ba năm sau, trong thư của Cherno, từ Huế, viết thư gửi Lê Tông Đan, quản thủ viện truyền giáo ở Macau, ngày 6 tháng 6, 1807, lại có câu Vua hay thăm hỏi, tin tức, anh em ông Dayot và mong họ trở lại Nam Hà. Mở ngoặc Relatives à Lê Gia Long, trang 59 đóng ngoặc Lời này nếu có thật xác định một lần nữa, vua Gia Long không những đã tha thứ, tất cả lỗi lầm cho anh em Dayot mà còn mong họ trở lại. Tuy nhiên Dayot vẫn tiếp tục sự phản bội, y còn lừa vua thêm một lần nữa. Chú thích số 1 của các đề. tài liệu đã dẫn tập san trường viễn đông Bắc Cổ trang 58 cho biết. Dayot chẳng bao lâu trở thành tồi tệ với Gia Long. Người ta nói với vua rằng ông ta đã làm gián điệp cho anh. Chúng tôi biết được điều này nhờ lá thư của thừa sai Odoma ở Nam Kỳ viết ngày 6 tháng 6 năm 1808 cho vị quản thủ viện thừa sai Ma Cao. <laughs> Mở ngoặc các đề tài liệu đã dẫn trang 58. Chú thích 1 đóng ngoặc. Cái chết của Dayot. Dayot chết đuối mùa thu năm 1809. Thư của giáo sĩ Odema từ Nam Hà ngày 28 tháng 4 1811 cho biết Khoảng gần một năm rưỡi nay, ông Deod bị đắm tàu và chết đuối gần đây cùng với vợ và hai chục người nữa. Đúng là lỗi tại ông ấy bởi vì khi gặp cơn bão đầu mùa thu đến bất ngờ trên biển, ông ấy đã đến rất gần một bến tàu nhỏ. Trận bão thật dữ dội, mọi người đều muốn ghé vào bờ, nhưng không hiểu sao mà điên rồ đến thế. Ông ta đã làm gì? Tay khư khư cầm kiếm đe dọa chém đầu hoa tiêu nếu anh ta lái tàu vào bến. Thế là tàu ngập nước. Chỉ có khoảng 7 thủy thủ bơi thoát được vào bờ. Thực ông ấy chết như đã sống, một cách vô đạo. Mở ngoặc. Các đê, tài liệu đã dẫn. Tập san, trường Viện Đông Bắc Cổ, trang 61, đóng ngoặc. Linh Mục dùng chữ vô đạo, theo nghĩa vô thần, khinh đạo. Nhưng nếu chỉ vào cách sống của Dayot, còn có nghĩa là vô luân nữa. Dayot chọn cái chết, chứ nhất định không cho tàu cập bến Việt Nam có phải vì anh sợ lần phản bội cuối cùng này sẽ không được vua gia long tha thứ như những lần trước